Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn để cách để sử dụng Midjourney ha. Tại vì có một số bạn thì không có rành về Discord lắm á. Đầu tiên á thì để sử dụng thì mình có một cái email, nên là email mình tạo riêng cho demo này. Nó sẽ tạo một cái tài khoản ở Discord. Discord là một cái phần mềm chat, thì bạn nào mà làm crypto hoặc là chơi game thì cũng khá là quen thuộc với lại phần mềm chat này rồi. Thì đầu tiên là mình chọn login, xong mình chọn register để mình tạo tài khoản mới. Email này để mình mới tạo nè, các bạn có thể điền email của các bạn cho username tương tự. Rồi sau khi mà mình chọn xong rồi thì mình sẽ chọn tiếp tục. Xong rồi nó sẽ hỏi như khi nó check mình là có phải là người thật hay không. Thì ở đây có mấy con chó thì mình chọn mấy con chó. Rồi, thì hiện tại các bạn đang có tài khoản Discord. Mọi người nhớ là vào trong hộp thư đến để xác nhận email, để xác nhận tài khoản Discord đang sử dụng. Sau khi mà có tài khoản Discord rồi á, thì những bạn nào mà chưa tải app á, thì nó sẽ bắt các bạn tải app Discord. Thì mình đã tải rồi á, là chỉ cần mở Discord thôi. Rồi, đây là cái app Discord ha. Đây, mình có cái app Discord. Thì app Discord nó có hai cái, một là giao diện app mà tải trên máy tính, còn một cái là trên web. Thì lúc này thì mình đang xài cả hai, cả trên máy tính cả trên web luôn. Ok. Thì muốn mà chờ Discord tải thì mình vào midjourney.com. Mình chọn join the beta server Discord của Midjourney. Thì ở đây nó có hiện là đây, hiện tại là server này đang có 160.000 người online, trong còn khoảng 1 triệu member ha. Tức là những bạn mà hiện tại đang ngồi đây và đang thử là cũng nằm trong top 1 triệu của thế giới mà thử cái server này. Thì mình chọn join, mình tham gia trong server Discord. Đây, trong cái server này thì nó có tổng hợp ha. Tổng hợp. Rồi. Mình ở đây thì mình chọn sign in với Discord để cho nó dùng Discord để nó vào trong cái trang Midjourney, kiểu tạo cho các bạn một cái tài khoản ở trên trang này. Đây là tài khoản phần mềm demo của mình. Thì trên cái trang này mọi người sẽ thấy được là cộng đồng đang tạo những cái ảnh gì, thì mọi người có thể vào tham khảo những cái ảnh mà cộng đồng đang tạo. Có top, có hot. Thì những cái này mọi người sẽ thấy cái đoạn mà khi mà bấm vô một cái hình bất kỳ như hình này, thì mọi người sẽ thấy cái prompt. Thì cái prompt này chính là cái từ khóa mà người người dùng đã dùng từ khóa này để tạo nên cái hình này. Đây, ví dụ như prompt này là entrance to the Ethereum realm render in Unreal Engine central composition. Bây giờ mình trở lại Discord. Thì với những bạn mà coi lần đầu á, thì server Discord thì sẽ có những cái khung chat khác nhau. Đây là cái khung chat nằm bên tay trái này. Thì ví dụ như mọi người muốn mà thử nghiệm ấy, thì mọi người chọn một trong những cái kênh newbie. Những kênh newbie này thì tài khoản mới và tài khoản free của Discord mà khi tham gia vào trong Midjourney ấy, thì sẽ được free 25 lần trên ảnh. Sẽ vô một cái kênh cho mọi người thấy ha. Đây, đây kênh này là kênh newbie mà mọi người đang trên ảnh đây. Sau đó để mà bắt đầu ấy, thì mọi người sẽ dùng cái cú pháp là imagine, là đánh dấu chéo một cái, xong rồi chọn imagine. Sau đó enter, enter ngay chỗ prompt. Thì cái chỗ prompt này chính là cái từ khóa mà mọi người cần điền. Thì ở đây mình sẽ ví dụ là mình sẽ lấy một cái ví dụ mà của những người khác cho dễ ha. Là đây mình thấy cái này, thích cái này, chọn cái ví dụ này. Đây mình enter. Sau khi mà bạn enter thì cái bot đó, nó sẽ bắt đầu kiểu nó suy nghĩ, nó tạo ra bốn cái phiên bản demo ban đầu của cái hình.
Thì đây là cái độ load của nó nè, đây là tốc độ của nó nè, tại vì các bạn khi mà sử dụng tài khoản newbie mà free ban đầu á, nó sẽ được ưu ái để mà tạo ảnh nhanh, là ảnh fast. Sau khi mà hết tài khoản newbie ban đầu á thì mọi người có hai lựa chọn, hoặc là tạo một cái tài khoản Discord mới để lại có thêm 25 lần cho ảnh nữa, hoặc là các bạn bỏ ra số tiền từ 10 cho đến 30 đô một tháng để có thể sử dụng phần mềm này. Thì như mình thì mình bỏ 30 đô để mình xài luôn, vì nó phục vụ cho một số cái khác của mình. Sau khi thành công ảnh này ha, thì ở dưới đây nó sẽ có cái trend cái ảnh thành công. Đây là một trong bốn cái hình này, thì nó có hai dòng, một là U1, U2, U3, U4, hay là V1, V2, V3, V4, là cái nút xoay tròn này. Thì nếu mà các bạn không ưng cả bốn phiên bản này á, thì chọn nút xoay tròn để cho nó tạo ra một cái phiên bản mới của cái hình này. Nếu mà bạn muốn mà có hình mà chất lượng cao của cái hình số 1 á, thì chọn U1, hình số 2 chọn U2, hình số 3 chọn U3, hình số 4 chọn U4. Trong trường hợp này thì mình thích cái hình số 1 hay số 3 hơn thì mình chọn U3. Và cái V là gì? Cái V là lấy cái hình đó làm gốc, và sau đó tạo những phiên bản tương tự. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ dùng hình số 1, 2, 3, 4, hình số 4, mình tạo thêm một số phiên bản tương tự của hình số 4 thì mình chấm V4. Giờ mình bấm thêm cái nút xoay tròn này để tạo thêm một số lựa chọn khác để mình coi hợp lý không. Thì mọi người thấy là ở đây nó bắt đầu kiểu nâng cấp cái hình của mình lên ha, nâng cấp cái hình của mình lên. Ở trên đây thì có mấy bạn khác cũng đang làm những cái nội dung như kiểu là cách mạng nghe 4K nè, rồi hình ảnh trong tương lai rồi kiểu đây, thì nó đang tạo ảnh đây, bạn có thể thấy quá trình nó tạo ảnh. Còn đây là cái hồi nãy mà mình bấm mà V3 là nó sẽ ra những phiên bản khác nhau của hình số 3 để cho các bạn chọn. Ở đây nó đổi về ánh sáng nè, khung cửa nè, cái đường gạch này các kiểu. Thì đây mình thích cái số 2 hơn, mình lại chọn U2 tiếp. Rồi bây giờ mình đã xong được cái hình mà hồi nãy render rồi, thì mình sẽ coi cái kết quả. Đây là cái hình mà cuối cùng mình, các bạn bấm Open Original để coi cái hình lớn hơn. Và ở đây thì nó cũng có cái nút mà kiểu upscale to max, là gọi là tăng kích thước lên tối đa hết cỡ, thì bạn bấm như đó nếu mà bạn muốn coi upscale to max. Dưới đây là những cái hình mà được generate cho cái lần tiếp theo. Thì cái server này được cái là các bạn có thể nhìn thấy được là những cái người khác đang viết cái gì, để các bạn bổ sung thêm bộ keyword của mọi người. Đây, đây là kết quả cuối cùng, và chúc mọi người thành công ha.